Nhất Thiên à, con đã đứng đây suốt cả ngày rồi, định làm gì vậy hả? Con đang đợi Hoa Rơi. Đợi Hoa Rơi à? Dạ, chị Tiểu Tô sắp sửa mừng sinh nhật rồi, con muốn dùng hoa đào tươi nhất làm thành một vòng hoa để tặng cho chị ấy. Nhất Thiên à, hôm nay chỉ có gió nhẹ hiu hiu, sợ là không đủ sức thổi mấy phiến hoa rơi xuống. Hả? Nhất Thiên à, thật ra đời người chính là từng đoạn của sự chờ đợi chấp nối lại mà tạo thành. Đợi chờ hoa rơi, đợi chờ trăng tròn, chờ người quay lại, chờ mối trần duyên. Chỉ là sự chờ đợi trên thế gian này, không phải tất cả mọi thứ đều như sở nguyện. Sư phụ, vậy phải làm sao đây? Tất cả sự chờ đợi đều phải dùng tâm thái bình thường. Chờ đợi mang đến sự hy vọng, sau khi sự hy vọng rơi vào khoảng không, lại mang đến sự tổn thương. Chỉ có duy trì một tâm thái bình thường mới có thể không rơi vào hố sâu chờ đợi. Sư phụ, con hiểu rồi. Nhất Thiên à, thật là hiểu rồi chứ? Dạ hiểu, vậy con sẽ chọn món quà khác để tặng cho chị Tiểu Tô. Ê, Nhất Thiên à, sư phụ nói tâm thái bình thường, ý chính là đừng quá đau buồn, chấp niệm vào kết quả. Bởi vì cuộc sống luôn phải hướng về phía trước, nhưng nếu như có thể nhẹ nhàng nói là buông bỏ, thì chờ đợi còn có ý nghĩa gì nữa? Ý của sư phụ là sao? Hôm nay gió nhẹ, không chờ đợi được hoa rơi, vậy ngày mai thì sao? Nói không chừng ngày mai, hoa sẽ rơi ào ạt. Vậy thì ngày mai Nhất Thiền sẽ lại đến đây đợi. Đi thôi. Sư phụ, con đẩy được rồi. Sư phụ, con đẩy được rồi nè. Nếu như sự đợi chờ trên thế gian này cũng có thể ngầm hiểu như gió thổi qua rơi, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Giống như ngày mai cũng là sự đợi chờ như vậy, cũng như cuộc sống như vậy, mãi mãi không hề đến. Nam mô A Di Đà Phật.